Những ai nên kiêng ăn rau mùng tơi? Mùng tơi không chỉ là một món ăn mà nó còn là một vị thuốc có thể chữa được bệnh. Tuy nhiên có một số người bệnh sau đây thì chúng ta nên kiêng rau mùng tơi nha, bởi vì nó có thể làm cho bệnh tình của mình nặng hơn đó. Thứ nhất là người bị sỏi thận. Rau mùng tơi thì có tính hàn và chứa rất nhiều dinh dưỡng, vì vậy có thể giúp trị táo bón, thanh nhiệt giải độc và lợi sữa. Tuy nhiên trong rau mùng tơi thì chứa rất nhiều axit oxalic và chất purin. Khi chúng ta ăn quá nhiều thì sẽ làm tăng hàm lượng canxi oxalat có trong nước tiểu, và việc tích tụ này lâu dần sẽ có nguy cơ bị sỏi thận nha. Đối với những bạn nào đang bị sỏi thận rồi thì tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn đó. Thứ hai là người bị gút. Như Nương vừa mới chia sẻ là trong rau mùng tơi có hàm lượng purin rất cao, và nó sẽ làm tăng lượng axit uric có trong cơ thể nha, và dẫn đến tình trạng là bị ứ động tinh thể muối ở trong cơ thể của mình. Và khi đó những người bị bệnh gút sẽ có tình trạng nặng hơn. Thứ ba là những người bị bệnh về dạ dày. Rau mùng tơi thì chứa một lượng chất xơ rất là lớn, vì vậy khi mà vô cơ thể của mình thì mình sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể chuyển hóa được hết lượng chất xơ này, và nó sẽ tăng gánh nặng cho dạ dày, và lúc đó chúng ta sẽ có cảm giác là bị đầy bụng và khó tiêu. Ngoài ra chất nhầy ở trong rau mùng tơi sẽ khiến cho răng của mình bị vàng ố nha. Chưa kể là những người mà đang bị tiêu chảy này, thân nhiệt thấp hoặc là bị tá tràng thì chúng ta cũng hạn chế ăn rau mùng tơi để đảm bảo sức khỏe nhé. Các bạn ơi, sau khi biết được những điều này thì Nương chắc chắn rằng các bạn sẽ biết cách lựa chọn thực phẩm như thế nào để phù hợp với gia đình của mình nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều gia đình để tất cả mọi người cùng biết mà áp dụng nhé. Cẩm Nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.